Mến chào các bạn, chương trình 10 phút cùng Đức Thánh Linh mỗi ngày lại gặp các bạn trên lịch phát sóng thường kỳ. Và nguyện thần của Đức Chúa Trời ngay giờ này giáng phước đổ ơn của Ngài trên các bạn không chừng mực, và mở trí mở lòng các bạn để nhận thấy được sự tuyệt vời của luật pháp Chúa, của lời Ngài. Và nguyện ngay giờ này thần của Ngài vận hành trên bạn, bật cho bạn những bí mật của cõi sáng tạo qua lời của Chúa. Amen. Hôm nay ngày 27 và chúng ta cùng nhau mở sách Châm Ngôn đoạn 27 câu 18. Ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Wow, thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Ai săn sóc cây vả mình chắc chắn sẽ được ăn trái. Còn người nào mà hầu việc chủ của mình thì chắc chắn được tôn trọng. Đó là lời Chúa Trời dành cho chúng ta ngày hôm nay. Như hôm qua tôi đã hẹn với các bạn, đã hứa các bạn rằng hôm nay tôi sẽ bật cho các bạn những cái bí mật để các bạn rút ngắn được thời gian và rút ngắn được cả nhiều cái sức lực, nhiều cái giá mà các bạn cần phải bị trả các bạn ạ, để mà đoạt được sản nghiệp một cách nhanh nhất, chắc nhất và mạnh nhất. Và rất đơn giản, trong câu Kinh Thánh này nói rằng ai hầu chủ mình chắc chắn được tôn trọng. Và Chúa Giêsu cũng khẳng định trong sách Giăng đoạn 12 câu 26 nói rằng nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Đây chính là một bí mật các bạn ạ. Các bạn muốn được Đức Chúa Trời tôn quý thì các bạn phải biết được cái bí mật này, biết được cái chân lý này, biết được cái nguyên tắc và giá trị này của Đức Chúa Trời. Chúng ta ai cũng muốn được tôn trọng, ít hay nhiều, được người này hay được người kia tôn trọng. Kể cả cái loại người mà người ta nói rằng là tôi thuộc dạng là thấp nhất, thấp cậu bé họng nhất, vẫn cứ muốn được tôn trọng các bạn ạ. Đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng khi chúng ta được tôn trọng đấy, mà cái đấng nào, cái bậc nào mà tôn trọng mình, mà cái bậc đấy càng to, càng vĩ đại thì cái sự tôn trọng càng lớn. Thí dụ bạn được thị trưởng tôn trọng, rất hay. Thí dụ bạn được tổng thống một quốc gia tôn trọng, lại còn hay hơn nữa. Nhưng ở đây là bạn được vua trời tôn trọng, đấng dựng lên cả trời và đất này, đấng dựng lên toàn bộ các sáng tạo này tôn trọng bạn. Nhưng nằm ở trong cái câu đó là hầu việc Ngài các bạn ạ. Hầu việc Đức Chúa Trời. Và Chúa nói là kẻ là hầu việc Ngài thì Ngài ở đâu thì kẻ hầu việc Chúa phải ở đó. Và chính ngày hôm nay, tại sao nhiều cơ đốc nhân không được tôn trọng? Bởi vì họ không hầu việc Chúa các bạn ạ. Họ cứ tưởng là hầu với Chúa là chỉ ở trong bốn bức tường của giáo hội, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện và đứng ở trên bục giảng để giảng mà thôi. Nhầm hoàn toàn các bạn ạ. Đấy là một sự lừa dối khủng khiếp của ma quỷ. Tôi nói cho các bạn biết, Thánh Linh của Chúa phán tỏ tường, đấy là một sự bội đạo, đấy là một sự đạo đức giả các bạn ạ. Thế chính là thần của Pharisee, đó là kẻ phản Chúa, đó là Antichrist, khi mà giới hạn Đức Chúa Trời ở trong bốn bức tường giáo hội, và họ tưởng rằng sự thánh khiết đó là chỉ có trong bốn bức tường thôi. Nhầm hoàn toàn. Họ không hiểu về sự thánh khiết. Họ không hiểu về khái niệm thần học một cách thực sự, nên họ làm cái việc bậy bạ các bạn ạ. Bề ngoài có vẻ là nhân đức, nhưng bề trong đang hủy phá, đang muốn chối bỏ quyền phép đức tin và nhân đức đó các bạn ạ. Bởi vì Chúa nói thánh là gì? Thánh có nghĩa là được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Chúa là Chúa của toàn bộ các sáng tạo này. Chúa ở đâu? Chúa khắp mọi nơi. Chúa trong chính trị, trong kinh tế, trong thương mại, trong truyền thông, trong thể thao, trong văn hóa, trong nghệ thuật, trong tất cả mọi nơi. Và Chúa muốn tất cả mọi người đều nhận biết lẽ thật các bạn ạ, đều được cứu và nhận biết lẽ thật. Và Ngài muốn tất cả đến tất cả mọi nơi, và chúng ta phải đến đó các bạn ạ. Vì vậy mà tại sao ngày hôm nay Hội Thánh Đức Trời không có được sự tôn trọng? Không phải là bỏ không đọc Kinh Thánh, mà đọc Kinh Thánh và cầu nguyện rất nhiều, nhiều hơn tất cả cái thời gian trước đây tập đột lại các bạn ạ. Thế nhưng mà trong sự nhận biết lời Chúa không có, không đủ các bạn ạ. Vẫn có người nào đó được hiểu được lời này của Chúa, và họ làm cái việc đó và họ được chính Đức Chúa Trời tôn trọng các bạn nhé. Con người có thể tôn trọng, nhưng quan trọng nhất là chính Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng. Và tôn trọng khi mà hầu được Chúa Trời thì lại trong nghệ thuật hầu được Chúa Trời đấy, tôi nó nằm ở trong cái chuyện mà hầu việc chủ của mình, bạn ạ, hầu việc lãnh đạo thuộc linh của mình, hầu việc mục sư của mình các bạn ạ. Và chúng ta có thể ở xem trong sách Hai Các Vua đoạn 2 các bạn ạ, chúng ta nhìn thấy Eli và Elise. Eli một tiên tri nổi tiếng của Đức Chúa Trời, đúng không các bạn? Và ông đã từng làm phép lạ nào chúng ta biết rồi, tôi không nhắc lại đây nữa. Và Elise là một người cũng rất là khôn ngoan, là một có thể nói thương gia thành danh thời đó các bạn ạ. Và ông đấy khi mà ông nghe về tiếng về Eli, ông đấy nhìn thấy Eli và ông phải chạy theo Eli, ông phải bỏ lại cả
cái gia sản nào đó của mình, mà đối với loài người là rất là quý giá các bạn ạ. Cả công việc là quý giá, nhưng bởi vì ông nhìn thấy có một cái giá trị khác, có một cái gia sản khác tuyệt vời hơn đang chờ đợi ông đó, và cái gia sản đó nó nằm ở trong tay của Eli các bạn ạ. Bạn ơi, Đức Chúa Trời cực kỳ yêu bạn, và Ngài không phải tự nhiên Ngài dẫn bạn đến cái hội thánh mà bạn đang ở các bạn ạ. Ở trong tay mục sư cha thuộc linh của bạn có sẵn chìa khóa để mở cửa cho bạn vào trong sự nghiệp của bạn, vào trong sản vật, sản nghiệp của bạn các bạn ạ. Mặc dù mục sư đó có thể không biết sản nghiệp đó là cái gì, mặc dù mục sư đó thậm chí còn không vào được sản nghiệp của mình các bạn ạ, thế nhưng trong tay ông đấy vẫn có chìa khóa các bạn ạ, và nó nằm trong nghệ thuật, đó là tôn kính mục sư của mình. Bạn hiểu tôi chứ? Tôn kính mục sư của mình, đó là một chìa khóa để vào trong sản nghiệp. Mặc dù mục sư, tôi nhắc lại, mục sư có thể không vào, mục sư có thể chẳng biết sứ mạng, sự kêu gọi tiền định là cái gì cả. Ông chỉ biết giảng về Chúa Giêsu một cách hời hợt thôi, giảng về tin lành cứu rỗi hời hợt thôi, chứ không về hiểu về nước Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà không, chìa khóa nằm trong tay ông đấy các bạn ạ, chìa khóa để đưa bạn vào trong sản nghiệp của bạn, đó là sự tôn kính. Bạn chỉ cần tôn kính ông thôi, bất chấp ông là ai các bạn ạ. Ồ, Elise rất hiểu điều này. Vậy Elise đã hầu việc Eli ra sao? Elise không phải người rốt nát, không phải người tuyên một cách mù quáng các bạn ạ. Ông rất thông minh và khôn ngoan. Ông đã nhìn nhận thấy cái sự quý giá, cái giá trị nằm ở trong tay của Eli, và ông đã đi theo, mặc dù bất kể những cái chướng ngại vật, bất kể những anh em, đồng môn, con trai có đứng tiên tri, tức là những người hầu chú khác cản trở và ô đi theo ông làm gì, đi theo ông làm gì, nghe ông làm gì, làm gì, làm theo ông đấy. Thế nhưng không, ông còn bảo các người im đi, ta biết rồi, và ông vẫn đi. Thậm chí khi Eli hỏi là cần điều gì, ông nói tôi cần sự sức dầu gấp bội của thầy, tôi cần sự sức dầu gấp bội, và ông nói ô điều khó lắm, nhưng nếu ngươi mà không rời khỏi ta thì ngươi sẽ, ngươi nhìn thấy ta được cất lên thì ngươi sẽ được. Và ông ấy đã trung thành như thế, tức là cái nhìn của ông ấy bám vào mục sư của mình đến nỗi như là lột ra cả cái áo tơi, là cái sự sức dầu của Eli các bạn ạ. Và đến lúc tuyệt vời, và chúng ta đọc thấy xong kinh thánh, Elise đã nhận được sức dầu gấp bội, Elise đã làm được phép lạ gấp đôi so với Eli các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Bạn ơi, ngày hôm nay Chúa Thánh Linh cũng đang hỏi bạn, bạn có sự tôn kính thực sự đến chủ của mình là mục sư trên bạn không? Nhiều cơ đốc nhân họ hay cãi nhau mục sư, họ nói hành nói xấu mục sư, họ bực bội mục sư. Mục sư có thể không hiểu biết, tôi thừa nhận có chuyện đó các bạn ạ. Vì chúng tôi hiểu rằng nhiều mục sư, thậm chí nhiều người gọi là mục sư trưởng, sứ đồ gì đấy cũng chẳng hiểu biết gì về tin lành Đức Trời. Đấy là một thực tế, nó như vậy các bạn ạ. Không phải do họ đâu, mà do họ chưa được mở thôi. Ân điển họ chưa đủ để họ mở ra nhiều cái bí mật của các sáng tạo các bạn ạ. Họ chưa hiểu về thời kỳ của hội thánh và thời kỳ của Chúa Giêsu và bước đi với Thánh Linh như thế nào, họ chưa hiểu. Và mức độ tuổi thông linh của họ đấy là bị giới hạn, họ không muốn tăng trưởng hơn thêm nữa các bạn ạ. Bạn ơi, nhưng nhiều người ấy, họ cản trở, họ truyền từ hội thánh này sang hội thánh khác. Tôi tạ ơn Chúa, tôi nhận được cái sứ mạng khải tượng của mình một cách tuyệt vời các bạn ạ, nhờ việc tôi không thay đổi hội thánh các bạn ạ. Tôi vẫn ở trong hội thánh Việt Nam đầu tiên tại Ukraine trước đây, khi mà mục sư của tôi về với Chúa, tôi ở đó. Mặc dù bị những cái sự áp lực bao khăn ở từ đôi lọ đôi kia bên trong bên ngoài các bạn ạ, nhưng tôi vẫn trung thành. Mục sư đã về với Chúa tôi là cha của tôi, và tôi vẫn thừa nhận. Và đến lúc nào đó Đức Chúa Trời bảo tôi đến nhập một hội thánh khác, là hội thánh Đại sứ quán Nước Trời Ân Phước trong dân tộc các bạn ạ. Và ở trong hội thánh này thì bao nhiêu người được cất nhắc lên, từ những người 30.000 người, gần 30.000 người là bị nghiện nghiệp ma túy các bạn ạ. Nhưng mà nhờ những cái chân lý này, họ đã trở lên những cái lãnh đạo kiệt xuất các bạn ạ. Bạn ơi, 10 phút đã qua rồi, chúng ta đành phải dừng lại ở đây. Nhưng để các bạn biết được cái chìa khóa để bạn nhận sản nghiệp và rút ngắn thời gian và được sự dư dầu gấp bội, thầy của mình nằm trong tay cha thuộc linh của bạn. Vì vậy, nếu có chuyện gì không đúng với cha thuộc linh của mình, hãy ăn năn các bạn ạ. Bất chấp ông là ai, bất chấp ông ấy có thể làm cái chuyện gì chẳng nữa, mặc kệ các bạn ạ. Đấy là thái độ của bạn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang thở lòng của bạn. Hãy kiểm tra lại, và nguyện Thánh Linh của Ngài ngay giờ này động chạm các bạn, mở trí và ban cho bạn ân điển an năn, ân điển hạ mình
với cha thông linh của mình. Và bạn đến kỳ, bạn sẽ chú nhấc lên và bạn sẽ nhận được sản nghiệp bội phần trong mọi sự. Nguyện chú ban phước cho các bạn và gặp lại các bạn trong buổi phát sóng lần sau. Amen.